Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm đồ chơi ở một ngôi nhà hoang các bạn nhé. Ngôi nhà này là không có người đâu nhưng mà rất là nhiều đồ chơi các bạn ạ. Đấy, mình đã nhìn thấy một món đồ chơi rồi này các bạn này. Wow, cha cha. Đây là món gì, đồ chơi gì nhỉ các bạn nhỉ? Wow, nhìn nó đẹp chưa này các bạn này. Wow, cha cha. Đây là một em máy múc luôn này các bạn này. Em máy múc này là một em máy múc màu đỏ nhé các bạn nhé. Em máy múc này là nó bị lấp ở trong cỏ đấy các bạn ạ. Mình mãi mình mới tìm thấy đấy các bạn ạ. Wow, cha cha. Mình cho vào giỏ các bạn này. Đấy. Để tiếp tục mình đi tìm tiếp các bạn nhá. Wow, cha cha. Lại một em gì đây các bạn? Em này nú này các bạn này. Em này nú ở trong cỏ này các bạn này. Đấy, mình mang em này ra này các bạn này. Wow. Một em ô tô luôn. Một em ô tô này là một em ô tô màu đỏ luôn, có đầu màu đỏ này. Đấy, em ô tô này nhìn rất là mới luôn mà vẫn cử động được các bạn này, vẫn lên xuống được này, vẫn chút được ben này, đủ cát các kiểu này. Wow, cha cha. Đây rồi, một em ô tô có mặt cười luôn. Đấy. Mình lại cho vào giỏ này các bạn này. Wow, cha cha. Để đi tìm nữa xem được món gì không các bạn nhỉ. Các bạn phải nhìn thật kỹ mới thấy được các bạn nhá. Wow, cha cha, đây rồi các bạn ơi. Một em ô tô lại nú ở trong bụi cỏ các bạn ạ. Đấy, mình nhìn rất kỹ mới ra được. Wow, cha cha. Đây là xe gì đây các bạn nhỉ? Các bạn các bạn biết đây là xe gì không các bạn? Nào, cha cha. Đây là một xe ô tô chở thú các bạn ạ. Đấy, nhìn thấy đẹp chưa? Cho cho à, xem nào, xe ô tô này đang chở gì các bạn nhỉ? Để mình lấy ra nhá. Cha cha, đây rồi các bạn ơi. Đây là ô tô này đang chở một bé khủng long luôn các bạn ạ. Đấy, bé khủng long này màu trắng sữa các bạn nhá, có bờ màu xanh này các bạn này. Wow, cha cha, nhiều đồ chơi quá. Mình lại cho vào giỏ luôn các bạn ạ. Đấy. Wow, cha cha. Lại một bé gì đây các bạn ơi? Bé này nú kỹ quá các bạn ạ. Đấy, bé này rất là bự luôn. Wow, bé này là bé gì đây các bạn nhỉ? Wow, để ra đây xem nào. Wow, các bạn biết bé này là bé gì không các bạn? Bé này là một bé rất bự luôn. Bé này là một bé máy xúc lật các bạn nhá. Đấy, các bạn này, máy xúc này, cái muôi xúc rất to này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, wow, to quá các bạn ạ. Lên xuống này các bạn này. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, wow, bánh xe màu đen nhá. Wow, to chưa các bạn? Wow, để phát chắc kín giỏ luôn các bạn ạ. Mình xem nào. Wow, đầy giỏ luôn này các bạn này. Đấy, để mình đi tìm được xem món đồ chơi nào khác nữa không các bạn nhá. Wow, đây cái nhà này không có người ở luôn các bạn ạ. Đấy. Wow, cha cha. Cha. Các bạn ơi, một món đồ chơi luôn. Một em này là em gì đây nhở các bạn nhở? Wow, em này là một em container luôn. Em container mini luôn các bạn ạ. Đấy, em container này còn có cót nữa các bạn này. Đấy. Wow, cót hơi yếu. Để mình đẩn cái nữa nhá. Ui, rơi mất bạn gì ấy. Wow, đây rồi. Mang lên xem nào. Wow, một bác sư tử luôn, chở một bác sư tử luôn này các bạn này. Đấy, thấy chưa, đẹp không? Wow. Rồi, mình lại cất nhé các bạn nhá. Wow, để mình đi tìm tiếp xem nào. Wow, cha cha. Thấy món đồ chơi nào không nhỉ các bạn nhỉ? Wow, ua, các bạn ơi, các bạn. Trên cây có một món đồ chơi kìa, các bạn kìa. Wow, sao món đồ chơi này lại ở trên cây được nhỉ? Các bạn nhỉ? Wow, cây này các bạn biết là cây gì không? Cây này là cây ổi đấy các bạn ạ. Đấy, cây ổi này, đấy. Mình mang bạn đồ chơi này xuống nhá các bạn nhá. Wow, bạn đồ chơi này đẹp chưa này? Wow, không biết là bạn đồ chơi này là bạn máy gì các bạn nhỉ? Wow, bạn đồ chơi này là một bạn máy múc luôn các bạn ạ. Mà, bạn máy múc này lại còn có cả cái ổi luôn các bạn này. Đây này các bạn này, có cả ủi luôn này. Đấy, cái này ủi này. Nâng lên này, đấy, vẫn bị ủi này các bạn này, đấy chưa. Wow, cha cha. Cha cha, wow. Wow, một bạn máy múc luôn. Đấy, đấy mình lại cho vào giỏ các bạn nhá. Wow, cha cha, nhiều đồ chơi quá các bạn ạ. Để mình đi tìm tiếp xem nào. Wow, cái nhà này không có người ở nên rất là rộng các bạn ạ. Wow, cha cha, các bạn có thấy món đồ chơi nào không các bạn nhỉ? Wow, cha cha, đấy rồi. Một bé ô tô luôn các bạn ạ. Wow, một ô tô này là một ô tô mini luôn. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ơi này, đồ tự trôi này. Đấy, mình nhấc lên nhá. Wow, ô, các bạn, nó lại chở thêm một bạn gì nữa này. À,
chở thêm một bạn khủng long này. Wow, nó tự trôi luôn này. Đấy. Wow, một bạn khủng long rất là đẹp luôn. Đấy. Cho vào giỏ các bạn nhá. Tiếp đến thế nào? Wow, cái gì đây các bạn nhỉ? Một em ô tô luôn. Em ô tô này là một em ô tô màu vàng luôn này các bạn này. Đấy, có đầu màu xanh luôn các bạn ạ. Wow. Nhìn rất là đẹp luôn. Em ô tô này thì cót hơi yếu các bạn ạ. Hình như hỏng cót rồi sao ấy. Wow, cha cha. Thôi, mình cho giỏ các bạn nhá. Hôm nay là mình nhặt đồ chơi đến đây thôi các bạn ạ. Đầy giỏ rồi đấy. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhá.